Người cao tuổi được trợ vốn để sản xuất kinh doanh tăng thu nhập, người già yếu neo đơn được giúp đỡ khi ốm đau là những hoạt động thiết thực từ câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Mô hình này do Hội Người cao tuổi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ năm 2019. Hơn 3 năm hoạt động, các câu lạc bộ ngày càng trở thành bạn đồng hành, điểm tựa vững chắc đối với người cao tuổi. Năm 2020, ông Vũ Ngọc Dự ở xã Tân Hưng được câu lạc bộ liên thế hệ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa hỗ trợ dày 20 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chí thú làm ăn, vườn rau 2.000 mét vuông của gia đình ông ngày càng xanh tốt, thu hoạch được trên dưới 100 kg rau mỗi ngày với thu nhập hơn 1 triệu đồng. Ngoài trồng rau, ông Dự còn có 30 con gà thả vườn, 10 con thỏ sinh sản. Nhà mình thì được câu lạc bộ liên hệ cho vay vốn thì mình dùng cái vốn để mình phát triển rau và chăn nuôi. Thì qua 2-3 năm thì mình thấy nó rất là hiệu quả, kinh tế cao. Thì cũng xin cảm ơn cái câu lạc bộ cũng giúp đỡ được cái bà con nông dân là phát triển kinh tế tốt. Thì mình sau khi mình đã làm và mình đã thu được vốn mà mình trả rồi, bây giờ mình đã phát triển rất tốt. Bây giờ của mình thì vườn rau thì với con giống của mình thỏ với gà thì ổn định. Ông Bùi Đình Hòa cũng là hội viên câu lạc bộ liên thế hệ ở xã Tân Hưng, có vợ bị khuyết tật, đau ốm thường xuyên. Ông được các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Và từ năm 2021, từ nguồn quỹ câu lạc bộ, ông được vay 20 triệu đồng để chăn nuôi gà thả vườn, từ đó có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Được sự quan tâm của cái tổ chức liên thế hệ của thành phố đến động viên, thăm hỏi, rồi thì hỗ trợ cho gia đình tôi vay vốn nuôi gà để nuôi heo rừng để là tăng thêm thu nhập của gia đình. Mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng, trong đó phần lớn là người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Từ năm 2019 đến nay, tại thành phố Bà Rịa có 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hình thành với 252 thành viên tham gia. Nguồn quỹ của các câu lạc bộ hiện là 190 triệu đồng, được vận động từ các mạnh thường quân và thành viên hội đóng góp. Qua đó đã hỗ trợ cho 10 hội viên, mỗi hộ hội viên được hỗ trợ dây 3 triệu đến 20 triệu đồng, không lấy lãi trong một thời gian nhất định. Hầu hết hộ hội viên người cao tuổi dây vốn để đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt và đều sử dụng vốn dây hiệu quả. Trên địa bàn thành phố Bà Rịa hiện nay là có 4 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. Thì trong 4 câu lạc bộ này thì phải nói rằng được sự vận động của địa phương, thì như vậy là từng câu lạc bộ có những số vốn nhất định và cho vay được một số hộ là sản xuất để làm ăn phát triển kinh tế, nói chung là có hiệu quả. Thì phải nói là cũng giúp cho người cao tuổi là trên địa bàn phải nói là cũng có cuộc sống từng bước ổn định, giúp cho các người cao tuổi sống vui sống khỏe, sống có ích bản thân gia đình. Ở chúng ta có 82 trên 82 xã phường, thì trong nhiệm kỳ này cố gắng mỗi xã phường xây dựng được một câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của xã phường mình, nâng cao chất lượng các cái câu lạc bộ đã được thành lập, phát huy được vai trò người cao tuổi, bảo vệ được người cao tuổi và chăm sóc cho người cao tuổi, làm sao người cao tuổi sống vui, sống khỏe, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất, nhất là người cao tuổi nghèo, yếu thế trong xã hội. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 22 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động. Mỗi câu lạc bộ có từ 50 đến 70 thành viên và 3 năm qua, với nguồn quỹ vận động được 515 triệu đồng, các câu lạc bộ đã hỗ trợ cho 72 hội viên dây sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập cho gia đình người cao tuổi. Thời gian tới, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được nhân rộng.